chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Mai Hiền Cuộc Sống Nhật. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn yêu thương, đồng hành và ủng hộ Hiền trong những video của Hiền nha. Trong ngày hôm trước, video lần trước á cả nhà, Hiền có đi ngắm hoa ở nơi sản xuất tiền xu của Nhật Bản. Thành ra là lần này á, Hiền lúc mà Hiền đi về á, thì Hiền có nhận được một cái tờ giấy poster, thì nó giới thiệu về cái đoạn đường mà đường đi, nó gọi là Koidori, là đường tiền xu. Thì trên cái đoạn đường đó nó có rất là nhiều những cái biểu tượng cũng như là những cái hình tượng, những con vật mang một ý nghĩa, rồi là cầu mong may mắn nè, may mắn phát tài nè. Lúc mà Hiền đi ấy, thì thật sự là Hiền không có tìm hiểu rõ về cái con đường này. Và lúc mà Hiền đi, lúc mà Hiền về thì Hiền mới được phát như thế, thì Hiền đã đi quay. Nhưng mà lúc quay ấy thì thật sự là do là không có tìm hiểu trước á, thành ra là Hiền cũng không biết rõ về nó là như thế nào. Và bây giờ Hiền về thì mới tìm hiểu lại ở trên mạng, thì thấy là những nơi này rất là thú vị luôn. Thì Hiền cũng muốn chia sẻ đến cả nhà mình cái video mà Hiền đã quay. Có những điểm thì Hiền quay nó chưa có được gọi là chưa có chuẩn cũng như là chưa có mình đó, lúc mà tại vì mình không có chuẩn bị ấy, cả nhà, thành ra là quay nó cũng chưa có trọn vẹn được hết cái con đường của mình. Nhưng mà Hiền cũng rất là muốn giới thiệu đến cả nhà mình, lần sau cả nhà mà có đi đến con đoạn đường này thì có thể là tìm hiểu kỹ hơn Hiền nữa nha. Xin mời cả nhà cùng xem video với Hiền nha. Xin mời. Đoạn đường này chính là đoạn đường phía trước của trục cục sản xuất tiền xu của mình. Đầu tiên các bạn sẽ thấy được một ông tượng Phật, ông Jizo này là sẽ là giống như là một cái tượng may mắn của mình. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy được là sẽ có hai bạn thỏ đứng kẻ bên đây, thì đây cũng là một biểu tượng may mắn cũng như là cầu tình duyên nhé nha cả nhà nha. Các bạn hãy sờ vào trong cái bộ lông của con thỏ là sẽ được cầu tình duyên nè. Người ta làm bằng đá, loại đá này cũng rất là nổi tiếng ở khu vực Hiroshima của mình luôn á cả nhà. Đây chính là đoạn đường của mình đi, nó sẽ có bên trái và bên phải, thành ra là Hiền đi chỉ được chỉ có một bên thôi hả. Thành nên là lúc mà nếu mà Hiền đã có tìm hiểu trước thì Hiền sẽ đi bộ chứ Hiền không đi xe buýt đâu. Nên lỡ đi xe buýt tới nơi luôn rồi thì mới phát hiện ra. Còn đây là một bạn mèo rất là thú vị, con mèo may mắn của Nhật Bản. Thường thường con mèo khi mà con mèo giơ tay trái lên á thì sẽ là gọi người nè, giơ tay phải lên sẽ là gọi tiền bạc vào trong cho cửa hàng của mình. Nhưng mà ở đây con mèo của mình giơ cả hai tay luôn, thì nó sẽ vừa gọi người nè, vừa gọi tiền vào trong cái cửa tiệm của mình cũng như là về bản thân của mình. Điểm nhấn của nó chính là hai cái cụm tay nó cụm lại cả nhà. Các bạn hãy sờ vào trong hai cái cụm tay đó nhé, cả bên trái và bên phải luôn nha cả nhà. Ngày xưa ở đây chính là một cái gọi là cái shoten gai, nghĩa là một cái nơi bán đồ của gọi là giống như là một cái chợ ngày xưa cả nhà, thành ra là rất là náo nhiệt luôn. Nhưng mà bây giờ thì gần như là người ta đã đóng cửa gần hết rồi cả nhà. Hôm nay Hiền đi thì thời tiết cũng rất là ấm áp, cũng như là trời rất là mạnh, rất là trong xanh luôn. Nhưng chỉ có điều là gió hơi nhiều ở cả nhà, gió mạnh lắm luôn á. Nếu mà đây mà Hiền lồng tiếng trực tiếp là có thể là sẽ bị ồn tiếng gì lắm luôn á. Còn đây chính là một bạn ếch. Ếch trong tiếng Nhật, con ếch trong tiếng Nhật của mình. Xin lỗi, bên đây là bên kia, Hiền cũng không biết đó là con gì luôn á. Đây chính là con ếch nha. Để chờ đi quay không có được chỗ chuẩn luôn cả nhà, hình như là bạn cá thì phải đó. Thành ra là nếu như mà các bạn đi trước ở đây á, các bạn hãy xem video của Hiền, các bạn hãy đi ở bên trái xong rồi đi về thì mình sẽ đi bên phải, thì mình sẽ đi được hết cái đoạn đường của mình nha. Đây là ếch trong tiếng Nhật gọi là kaeru. Kaeru còn có nghĩa là quay trở về, thì nó giống như là mình ý nghĩa của nó là sẽ mang lại tiền cũng như là những cái phúc, những cái gọi là những cái may mắn á, nó sẽ quay ngược trở về. Các bạn hãy xoay trên cái mũi con ếch này 3 vòng theo chiều kim đồng hồ nha, thì những cái may mắn nè, những cũng như là tiền của mình nó sẽ quay ngược về lại với mình nha cả nhà. Ở đây toàn bộ nó đều mang ý nghĩa là cầu mong may mắn nè, cầu mong phát tài nè. Thành ra là đi về thì mới phát hiện ra được cái đoạn đường này thì rất là tiếc luôn. Nếu mà trước đó thì có thể là quay thật sự đúng là quay phải đúng hết luôn thì mới được hết cả nhà ha. Ngoài ra ở đây nó còn có 12 con giáp trong cái đoạn đường này nữa nha cả nhà. Đây là bạn rùa. Các bạn cũng biết rằng rùa là một vật rất là sống, rất là thọ đúng không cả nhà? Thì chúng ta nó cũng là mong được mà may mắn nữa nè cả nhà nha. Ở đây các bạn hãy sợ ở dưới cái cầm của nó như vậy á.
một con vật như vậy nó đều có những cái điểm gọi là may mắn trong cái trên cái cơ thể của nó, thành ra là mình tìm đúng cái vị trí của nó mà mình sợ. Ngoài những cái tượng đá mà cố định ở vị trí này ra thì chúng ta còn có một cái điểm may, một cái vật may mắn nữa, đó là một chiếc taxi màu vàng. Nó được giống như là mạ vàng vậy đó cả nhà, nhưng mà thật ra là sơn màu vàng thôi nha. Thì nếu như người ta nói rằng nếu như mà trên cái đoạn đường đó mà đi mà các bạn gặp được chiếc taxi màu vàng là coi như đã là rất là may mắn luôn. Nhưng mà nếu như mà chúng ta được gọi taxi và chúng ta ngồi được trên chiếc taxi đó nữa thì đó là một điều cực cực kỳ may mắn luôn á cả nhà. Nhưng mà phải là kiểu như là phải là tự nhiên nha, chứ không phải cố tình đi tìm nha cả nhà. Đây là một em khỉ. Em khỉ này là nằm trong 12 con giáp của mình đó cả nhà. Nói với 12 con giáp thì ở đây họ ở tiếng trong tiếng Nhật thì con có một con gọi là con mèo của mình á, người ta không có lấy là con mèo mà người ta lấy là con thỏ. Và con trâu của mình thì người ta lại lấy là con bò. Còn con heo thì nó sẽ lấy là con heo rừng. Thì còn những con vật, còn 12 con giáp khác giống như là hổ nè hay là rồng, rắn thì nó đều giống nhau nha. Trong 12 con giáp này, trong năm đó khi mà các bạn đi thì các bạn, thí dụ như các bạn năm nay, các bạn đi vào năm nay thì các bạn sẽ đi gặp lại năm con hổ của Nhật nè. Thì năm đó các bạn hãy lựa con hổ cũng như là lựa những con vật mà đục cùng với năm sinh của các bạn á, thì các bạn hãy gọi là vô dỗ đầu nó thì nó sẽ rất là mang lại may mắn, cũng như là thì sẽ có một cái điều gì đó rất là tốt xuất hiện cho bản thân mình nè. Giống như nếu như bạn nào tuổi rồng hoặc mà đi năm nay á, thì chúng ta hãy tìm con rồng và tìm con hổ, cả hai con vật luôn nha cả nhà. Dỗ dỗ đầu nó thì nó sẽ có một cái điều gì đó may mắn sẽ xuất hiện cho chúng ta nè. Đoạn đường này dài khoảng 1,4 km, nghĩa là khoảng 1.400 m á cả nhà. Thì mình đi ở đây, mình hiện cảm thấy nhanh lắm luôn, tại vừa đi vừa kiếm vừa quay, rồi giống như là rất là vui luôn khi mình được nhìn gặp những cái con vật như thế này. Xong cái mình cứ đi tới gì đó, rồi tới lúc nào mà tới địa điểm hồi nào không hay luôn á cả nhà. Ở trên đoạn đường này thì chúng ta còn có một ngôi đền nữa, xíu Hiền sẽ giới thiệu ngôi đền đến cả nhà mình nha. Đây là con hổ là gọi là linh vật cho năm nay, năm 2022 này nha cả nhà. Còn tiếp theo đây sẽ là bạn, hình như là bạn chuột thì phải. Hiền cả nhà thấy Hiền quay không có đủ 12 con giáp á, tại vì là nó để bên đường bên trái một cái, bên phải một cái, Hiền đi mình không có quay được hết á cả nhà. Thành ra là nếu mà thật sự Hiền biết á, Hiền sẽ đã đi bộ đoạn đường vào sẽ đi bộ, đoạn đường ra sẽ đi được bên kia rồi. Tại vì chỗ này á, thật ra địa đợi đèn xanh đèn đỏ để mà qua lộ xong rồi quay ngược lại nữa thì rất là tốn thời gian luôn. Cho nên đó là lần sau các bạn hãy đi đến đây và các bạn hãy đi bộ từ cái đầu đường mình đi vào, xong cái mình đi ngược trở ra cũng có xe buýt cho mình đi đến cái địa điểm đó luôn nha cả nhà. Chin chin chin, chuẩn bị tới đây là bạn gì đây? Con này là con Tanuki. Tanuki trong tiếng Việt mình là con gì ta? Giống như là con sói, không phải là con sói, con gì á, không biết con gì luôn. Đây là bạn heo nha. Heo là cũng là một vật rất là may mắn. Heo này nó không có nằm trong con giáp nha cả nhà. Heo này là một biểu tượng may mắn của Nhật á. Tiếp theo Hiền sẽ qua lộ bên kia để mà Hiền đi đến trên ngôi đền của mình. Thì ngôi đền này được gọi là ngôi đền Kanemuchi Inari Taisha. Nghe cái tên thôi là đã biết rằng là một ngôi đền gọi là mang đến tiền tài nè cả nhà. Ngôi đền mà có chữ Inari thì thường sẽ là có những cái con hồ ly màu trắng. Ở đây là có một con ở dưới rồi. Ở trên của mình, cái đền của mình ở tuốt ở trên trên á. Mới đầu Hiền còn phân vân không,
có một mình à. Xong rồi thấy đoạn đường đi lên thấy cũng sợ mà cũng ngại, mà nếu mà lỡ đi tới đây rồi thì không lên thì lại sẽ tiếc. Nói chung là cứ phân vân đứng ở đây một hồi thì cuối cùng là Hiền quyết định là Hiền đã đi lên. Và cái đoạn đường cầu thang đi lên thì cũng rất là tối nha, à, nếu mà đi thì đi hai bạn thì tốt hơn nha cả nhà. Ở đây Hiền đi lên trên này thì cầu thang nó sẽ có bên thành lên là tầng 3. Thì ở bên tầng 2 của mình á, nó sẽ có quán bán rượu nè, cũng như là cái đồ vật, những cái món ăn mà mang biểu tượng may mắn nhiều lắm luôn. Ví dụ như là rượu trong đó có vàng nè, hay là những cái gọi là vàng bằng thẻ của mình, mà là chỉ là biểu tượng vàng chứ không phải là vàng theo kiểu giống như mình là miếng cây cây bằng cây đâu nha. Nó chỉ là gọi là sơn màu vàng bên ngoài thôi, hay là những món ăn mà có hình màu vàng hay là viên vàng á cả nhà. Còn đây chính là những cái mà người ta nói rằng người ta đã đi đến đây rồi đã gặp được điều may mắn, trúng số hay là cái gì đó, trúng trúng cái gì đó chẳng hạn. Đây chính là ngôi đền của mình, nói là ngôi đền thôi chứ nó chút có chút xíu hả, nhưng mà ở đây cũng rất là linh thiêng á nha. Hiền thấy có những người ta đến đây gọi là viếng cũng nhiều lắm luôn á. Không biết là ở đây có bạn nào đã từng đến đây chưa ta? Xong sau khi mà viếng ngôi đền xong thì Hiền đã đi xuống dưới đoạn đường của mình và lại tiếp tục đi về. Đây cũng là đã hết cái chặng cuối của đoạn đường mà mình tìm hiểu những cái linh vật may mắn nè. Mà cả nhà mình có đi tham quan ở đây thì mình hãy thử tìm những linh vật may mắn này nha. Hiền cảm ơn cả nhà đã xem video cùng với Hiền nha. Nhân tiện đây thì Hiền cũng muốn giới thiệu đến cả nhà mình ở những cái đồng tiền xu của Nhật Bản nó sẽ như thế nào nha cả nhà. Xin mời cả nhà cùng với Hiền tham quan xem thử đồng tiền xu của Nhật nha. Đây chính là những đồng tiền xu của Nhật nha cả nhà nhé. Ở đây là Hiền đã ghi tỷ giá nó luôn. Ở đây là đồng 1 yên. Đồng 1 yên nó sẽ làm bằng bạc. 1 yên như thế này thôi. Rất là nhẹ luôn á cả nhà, chút xíu luôn á. Đây sẽ là đồng 1 yên ha. Tiếp theo sẽ là đồng 5 yên nè. 1 yên của mình là khoảng tầm không tới 1.900 đồng, khoảng 90 đồng thôi nha cả nhà. Ấy, 180 đồng chứ. 180 đồng. Đồng xu của Việt Nam mình á. Đây là đồng 5 yên. 5 yên sẽ là 900 đồng ha. Còn đây là đồng 10 yên. Đây, đồng 10 yên. Thì nó khoảng tầm 1.800 nè. Đây là đồng 50 yên, đồng 100 yên và đồng 500 yên. Thì đồng cao nhất của tiền xu của mình, trong tiền xu của mình là đồng 500 yên, là khoảng 90.000 tiền Việt Nam mình. Hiện lấy tỷ giá là 18 nha, nhưng mà tiền yên bây giờ đang rất là rớt giá luôn. Thì giống như các bạn thấy tất cả trong các tiền xu của mình á, đây, thì chỉ có duy nhất đồng 5 yên là không có ghi số thôi cả nhà. Ở đây là 500, 100, 50, 10, 11, 5 yên, chỉ có duy nhất 5 yên là nó không có ghi số. Tại sao nó không có ghi số nè. Thường thường nó sẽ năm sau sẽ là năm sản xuất của nó, thì đây chỉ có là có số năm, thì nó lấy tiền, nó lấy chữ Hán tự là chữ Nhật, chữ Trung Quốc á mà nó làm thôi nha, chứ nó không có ghi số giống như chữ của mình. Và có một điều nữa là Hiền cũng muốn giới thiệu, đó là đồng 500 yên. Đây là đồng 500 yên mới của Nhật, còn đây là đồng 500 yên cũ. Cả nhà thấy nó khác biệt không cả nhà? Đồng 500 yên mới của Nhật này á là nó được sản xuất vào tháng 11 năm 2021, nghĩa là mới năm ngoái đây thôi. Còn đây là đồng 500 yên cũ thì nó làm lâu lắm rồi. Để nó tổ chức chủ yếu là để mà có thể gọi là chống làm giả cả nhà. Các nhà có nhìn thấy á, là đây là nó sẽ có khác biệt. Đầu tiên ở đây là chỉ có một màu thôi, nhưng đây sẽ là hai màu. Nó sẽ làm từ hai loại chất liệu kim loại khác nhau. Nó sẽ đóng gộp lại và sẽ làm ba lớp in kẹp lại là như thế này là ra được mỗi đồng xu. Kỳ. Sự khác biệt nữa là khi các bạn thấy á, đây là cái đường này á, những cái đường răng ở trên cái đồng 500 yên này á, nó không có giống nhau, nó sẽ có bự nhỏ khác nhau. À, lớn nhỏ khác nhau, còn bên đây nó sẽ đều với nhau nè. Là nó chống làm giả đó cả nhà. Còn một cái nữa là khi mà các bạn lấy đồng 500 yên cũ á, các bạn để như thế này để các bạn chỉ thấy được 500 yên thôi. Hiền không biết góc nào được. Cái góc quay, có cái góc quay nó sẽ ra được cái chữ 500 yên. Nhưng mà góc bên đây á, nó sẽ có 500 yên. Các bạn nhìn thấy được ứng cái chữ 500 yên và chữ Japan không? Đây chữ Japan á. Đây, có chữ Japan đó cả nhà.
xong các bạn quay như thế này một tí nó sẽ đưa được chữ 500 yên. Các bạn thấy được chữ 500 yên không ta? Ở đây sẽ là chữ ra băng ngược. Mình quay ngược bên đây nữa sẽ là ra chữ 500. Nó không thấy rõ cả nhà ơi. Đó là sự khác biệt giữa đồng 500 yên mới và đồng 500 yên cũ. Còn nữa về cân nặng thì đồng 500 yên cũ của mình chỉ có 7 gram thôi. Nhưng đồng 500 yên mới của mình nó tới 7.1 gram lận cả nhà. Thành ra là hiện tại có một số gọi là cái máy bán hàng tự động của Nhật á, người ta không có nhận diện được cái đồng 500 yên này. Tại vì nó nặng hơn và nó không có mua hàng được cả nhà. Cũng như là trên xe buýt hiện đi nó cũng không có sử dụng được tiền này nữa. Nhưng mà không phải đây là tiền giả đâu. Nó chỉ là nó chưa có nhận diện được những cái máy bán hàng tự động mới á, thì nó có thể là nó đó nó nhìn được nó và nó bán được cái mình lấy được cái dùng này mình tiền này mình dùng được. Nhưng mà những cái máy bán hàng tự động cũ á, thì cái hệ thống nó chưa con chip á, nó chưa có thay đổi, nó chỉ còn nhận diện được cái từ cũ thôi, nó không nhận diện được tờ mới. Và khi mà người ta hiện tại người ta chưa đổi kịp là do là hồi năm 2020 thì ở Nhật Bản là xảy ra một cái vụ hỏa hoạn rất là lớn. Và cái vụ hỏa hoạn đó xảy ra ở một cái cơ sở sản xuất gọi là mạch điện của Nhật. Mạch điện tử cả nhà, cái mạch điện của mình, con chip của mình á, thì cái mạch điện nó bị cháy, toàn bộ xưởng nó bị cháy. Thành ra là người ta không sản xuất kịp những con chip để có thể đọc được tiền 500 yên mới này. Nhưng mà hiện nghĩ là dần dần nó đã thay rất là nhiều, từ từ đổi ra, từ từ thì nó cũng sẽ thay đổi được đó cả nhà. Ở đây Hiền đi mua hàng á, nhiều khi Hiền đi mua nước uống mà có đồng tiền này Hiền bỏ vô nó không có đọc được. Nhưng khi mà các bạn, nếu mà các bạn lỡ mà các bạn có nhìn thấy được cái tờ này, đồng xu này mà sử dụng không được á, thì chúng ta cũng đừng có vứt nha. Các bạn có thể dùng tiền khác hoặc là đưa nhân viên á, người ta coi nha cả nhà nha. Đẹp lắm luôn. Hiền xin cảm ơn cả nhà đã cùng với Hiền xem hết video này nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Cả nhà yêu thương và ủng hộ Hiền thì cho Hiền xin một kênh đăng ký nè, nhấn chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất từ Hiền nha. Nhớ bấm like và chia sẻ video này để nhiều người biết hơn về đoạn đường có nhiều điều may mắn phát tài, cũng như là những cái thông tin mới về đồng tiền xu 500 yên của Nhật nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.